Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai. Hôm ấy Đức Giêsu cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, và Người hỏi các ông rằng: Dân chúng nói Thầy là ai? Các ông thưa: Họ bảo Thầy là ông Gioan Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Elia, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại. Người lại hỏi: Còn anh em bảo Thầy là ai? Ông Phêrô thưa: Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Nhưng Người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai.